Ngày 12 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Con Tum tổ chức hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả công tác hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ công tác hội, phong trào phụ nữ, trong đó chú trọng chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Nổi bật, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân gần 200 tỷ đồng, cho 4.300 lượt hộ vay vốn, thành lập mới 8 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác để phát triển kinh tế. Có trên 28.500 lượt hội viên phụ nữ tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Con Tum tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, vận động tuyên truyền phụ nữ, xóa bỏ các hủ tục, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo như hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Con Tum giai đoạn 2022-2027, dự thảo quy chế làm việc của ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, sửa đổi bổ sung.